Trong tháng 6, học sinh cuối cấp tại Hưng Yên sẽ tham gia hai kỳ thi quan trọng là tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Song song với việc tổ chức ôn tập kiến thức, các trường học đã triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực, tạo tâm thế thoải mái bước vào kỳ thi quan trọng. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học tới đây, em Nguyễn Vũ Thu Thảo, học sinh trường trung học phổ thông Nghĩa Dân, dự định đăng ký vào khối ngành khoa học xã hội, nhiều năm là học sinh khá giỏi, lại vừa đoạt giải nhất học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh. Nhưng đứng trước kỳ thi quan trọng, Thảo vẫn cảm thấy lo lắng, áp lực, sợ phụ lòng mong mỏi của cha mẹ thầy cô, sợ kết quả thi không bằng bạn bè, sợ chọn sai hình thức xét tuyển. Hiện tại em đang là học sinh khóa cuối cùng của cái chương trình cũ, các năm thì nó sẽ thi theo cái phương thức khác. Thế nên là nếu mà mình thi trượt thì khả năng là sẽ khó mà có thể thi lại cùng với các bạn 2007. Áp lực đồng trang lứa rồi cũng áp lực học điểm số, học tập rất là nhiều. Những năm gần đây, ngành giáo dục và đào tạo đã giảm tải chương trình học, đề thi chủ yếu nằm trong chương trình cuối cấp, nhưng áp lực thi cử vẫn là điều không thể tránh. Điều này đòi hỏi các nhà trường đặc biệt quan tâm đến vấn đề giải tỏa áp lực học tập, bên cạnh duy trì hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, sẵn sàng chia sẻ tâm sự với học sinh mọi lúc. Nhiều trường học cũng thành lập các câu lạc bộ văn hóa thể thao, các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm nhằm tạo sân chơi giải trí lành mạnh, thu hút học sinh tham gia trong các giờ ra chơi ngoài giờ lên lớp. Có những đợt hội thảo đấy để các em chia sẻ những cái khó khăn mà mình gặp phải và để các thầy cô giúp đỡ các em để đưa ra cho các em những cái giải pháp khắc phục những cái tình trạng riêng của từng bạn, trao đổi để phụ huynh có thể là tiếp xúc với con cái và để cho các bạn ấy là đỡ bị cái áp lực liên quan đến việc học tập và thi cử. Từ nay cho đến kỳ thi là thời gian cao điểm, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức ôn tập cho học sinh, tạo không khí học tập thoải mái, giảm bớt căng thẳng trong chính các giờ học cũng được các giáo viên chú trọng. Bên cạnh đó, chính các em học sinh cũng cần tự giải tỏa áp lực cho mình, chuẩn bị tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi. Chia theo từng thời gian biểu để có cách học tập hợp lý nhất để tránh bị stress. Mỗi khi học xong khoảng 1 tiếng thì em sẽ cho bản thân mình khoảng 10 phút để nghỉ ngơi. Thành tích học tập tốt, điểm số cao, đỗ vào trung học phổ thông công lập hay các trường đại học top 1 chưa hẳn là mục tiêu quan trọng nhất, luôn có nhiều lựa chọn cho mỗi người, nhất là ở giai đoạn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Các em rất cần sự thấu hiểu, quan tâm động viên và đồng hành từ phía gia đình, thầy cô để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.